hành trình vạn dặm bắt đầu từ những cơn sóng, khai phá những vùng đất mới, kiếm tìm biến tường, ghi dấu trải nghiệm, thăng hoa cảm xúc để khám phá một kiệt tác nơi thiên nhiên hòa một miền di sản, sở hữu vị trí độc tôn ngay quan trường trung tâm với tầm nhìn trực diện biển. Kedia Quy Nhơn thuộc tổ hợp thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ du lịch biển Ngô Mây, tọa lạc ngay giao lộ Đắc Giá, An Dương Vương, Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành, Diên Hồng, tâm điểm cung đường di sản, kết nối trải nghiệm, đặc quyền nghỉ dưỡng đẳng cấp, nơi biển cả thể hiện trong từng đường nét kiến trúc, kiến tạo nên một dấu ấn hoàn hảo, vững vị thế, vươn tầm cao, xác lập biểu tượng mới giữa loại trung tâm sôi động của thành phố biển. Kedia Quy Nhơn được quản lý và vận hành bởi đơn vị hàng đầu quốc tế Centra Hotels and Resorts, nơi những giá trị văn hóa được hiện hòa trong cung cách phục vụ chuyên nghiệp và tinh tế, định hình một phong cách nghỉ dưỡng mới với căn hộ du lịch trải nghiệm ngập tràn hơi thở của biển khơi. Đánh thức mọi giác quan của những tâm hồn đam mê trải nghiệm tuyệt đỉnh. Hơn cả một kỷ niệm là một chuyến hành trình khám phá bất tận, trọn vẹn tinh hoa, tận hưởng ẩm thực, đông đầy xúc cảm. Chốn thư giãn lý tưởng, giao hòa cuộc sống, tái tạo năng lượng tích cực, ngập tràn niềm vui, nơi thiên nhiên trong lành thư thái, nâng tầm trải nghiệm, thừa hưởng những đặc quyền riêng có tại trung tâm thành phố, kết nối cộng đồng, để khoảnh khắc lưu giữ cảm xúc vẹn đầy. Viết nên một huyền thoại mới, đánh thức tinh hoa miền di sản. Kedia Quy Nhơn, the finest beachfront living.